Vâng, mình chào các quý anh em trên kênh YouTube của Shop Zipman ạ. Hôm nay Zipman vừa mới về thêm một lô hàng anh em nhé. Lô hàng mới, và đây là cái mẫu đầu tiên trong cái lô đấy. Thì nói đến lô nhưng mà có nhiều mẫu, đâu tầm khoảng gần chục mẫu ấy. Nhưng mà mỗi mẫu chỉ có 3 chiếc thôi anh em nhé. Thì mình sẽ làm clip giới thiệu cho anh em. Cái này thì nó là được đựng trong cái hộp, hộp này, hộp giấy. Và đây một cây Zippo rất là đẹp anh em nhé. Nó ngoài cái hộp nó thì nó cũng như những cái hộp khác thôi, còn chủ đề thì đẹp. Đây, anh em thấy không, có chủ đề về quốc huy của Hoa Kỳ anh em nhé. Đấy, không có nhiều nữa thì mình sẽ bóc ra mình giới thiệu luôn cho anh em. Đây, mặt trước cây Zippo này đây anh em nhé. Về cái kiểu dáng của cây này thì nó cũng như những cây Zippo khác thôi. Đấy, nó có form là cũng như thế, nó giống cái form của cây trắng bóng anh em nhé. Đấy, kiểu dáng như thế. Còn trên cái chủ đề này là có các hình con chim đại bàng đấy, cùng những cái vòng tròn, những dòng chữ đây. Thì cái này là chủ đề về Hoa Kỳ anh em nhé, quốc huy của Hoa Kỳ. Để mình zoom một chút cho anh em xem, rất là tinh xảo luôn. Anh em có thể đếm được những cái ngôi sao trên đây anh em nhé. Khắc chìm sâu xuống đây này thì không bao giờ mòn được hình anh em nhé. Đấy, nó khắc chìm sâu nữa nên là rất khó để mà mòn hình. Đồng bóng phủ chrome. Đấy, màu sơn rất là đẹp này. Cây này thì anh em lấy thì shop sẽ ship COD cho anh em nhé. Hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng, đúng hàng rồi anh em mới thanh toán thôi. Chỉ có 3 cây thôi, 3 cây tại shop Zipman thôi. Cái đường viền này cũng rất là kín nên là cây này cầm xăng tầm khoảng một tuần lễ là hoàn toàn có thể, thậm chí là nếu anh em biết cách thì còn hơn nữa. Bản lề cây này có 5 chấu đều tròn và kín. Đây, hai mũi hàn cũng rất là kín luôn. Mặt sau của nó thì có tem dán lên như thế này đây, và nó trơn anh em nhé, mà sau thì không có họa tiết gì. Cạnh bên như này. Mộc đáy thì cây này là có mộc đáy lõm anh em nhé. Cây màu trắng có mộc đáy lõm, sản xuất năm 2021 luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bóc tem ra, mình giới thiệu luôn cho anh em và test tiếng kêu cho anh em nhé. Đây, nó sáng bóng luôn, cái mặt nó sáng bóng luôn, nó phản chiếu này. Để những cái tem mà mình đã xé ra mình dán vào đây anh em nhé. Tiếng kêu đây anh em ạ. Cái này có tiếng kêu hay anh em nhé, khá là hay. Đấy, chủ đề thì đẹp. Tiện đây mình nói qua chút là cái chủ đề này là nó được khắc chìm anh em nhé, khắc chìm bằng công nghệ ăn mòn axit. Đấy, sau đấy rồi mới đổ sơn anh em nhé, nên là rất là bền. Thì nếu mà khắc ấy, thì trong công nghệ khắc chìm và đổ sơn là cái loại khắc mà cao cấp nhất anh em nhé, một trong những cái loại cao cấp nhất. Nắp bên trong thì như thế này đây. Bên trong thì đôi khi nó lem lem như thế này là bình thường anh em nhé, tại vì là công ty nó sản xuất ra nó không để ý bên không không chú trọng bên trong đâu, mà nó sẽ để ý chú trọng ở bên ngoài như này. Xem nó sẽ đẹp, nó đánh bóng các kiểu như thế. Vỏ với ruột thì cây này có trùng năm 21 này, còn cái tháng là mình không nói đến anh em nhé, trùng hay không trùng là không quan trọng. Cây này có cổ đã cao, cổ đã cao tròn đều, và bánh xe thì cắt xéo sâu anh em nhé. Bánh xe cắt xéo sâu, buồng đốt thì còn mới nguyên như thế này. Ok, nếu những anh em mua hàng ở shop Zipman ấy, thì tất cả sản phẩm shop đều có, tất cả sản phẩm Zippo anh em nhé, shop đều có bảo hành về cái lưỡi gà này, bảo hành miễn phí cho anh em, nên là anh em yên tâm. Bên dưới thì đây, cái này thì rất là bền luôn. Theo kinh nghiệm của shop Zipman này, cái mẫu mẫu những cái mẫu màu trắng như thế này này, shop bán rất là nhiều, hầu như là nhiều nhất luôn.
và cái tỷ lệ nó bị hỏng ấy, thì rất là ít, rất là ít. Qua 5 năm bán hàng thì mình thấy là cái số lượng mà gãy lưới gà này cũng rất là ít này. Còn về số lượng bong bán lề thì hầu như là mình không nhớ là có cái nào bị bong chưa. Còn cái gãy này thì đúng có một cây anh em nhé, gãy có một cây, mình bán gần 1.000 cây, hàng vạn cây à, mà có một cây nó bị gãy, chứng tỏ là hàng rất là bền anh em nhé. Ok anh em ưng cây này thì nhanh tay alo cho shop nhé, số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình đấy ạ. Cây này thì hiện tại shop đang phân phối với giá là 990.000 thôi anh em nhé, 990.000 thôi, bảo hành trọn đời. Anh em dùng có vấn đề gì thì cứ lên Google đấy, có chữ Zipman nhé đấy, trên thẻ bảo hành đây. Vâng, cảm ơn anh em đã xem video của shop nhé. Anh em thấy hay thì thích sản phẩm đẹp thì cho shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Chào tạm biệt.